Trong năm 2015 thì cơ hội trúng tuyển vào một số ngành đào tạo của các thí sinh sẽ bị thu hẹp lại khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học cao đẳng phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh và dự kiến thì ngành sư phạm và các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực sẽ đứng đầu trong danh sách phải cắt giảm chỉ tiêu. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ sư phạm chính quy ở các trường sẽ phải giảm chỉ tiêu Hiện nay có tới 144 trường đào tạo ngành sư phạm, chỉ tiêu tuyển sinh tăng khiến số lượng cử nhân ra trường thất nghiệp càng đông. Hiện có khoảng 35.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng muốn giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực. Đứng đầu trong số này là ngành kinh tế. Trong vài năm trở lại đây, tuyển sinh khối ngành kinh tế luôn sôi động nhất vì chỉ tiêu hàng năm nhiều nhất, số lượng thí sinh dự thi đông nhất, là ngành có nhiều trường đào tạo nhất, chiếm gần 60% số trường đại học cao đẳng tuyển sinh. Vậy nên hiện đang dư thừa rất nhiều nhân lực khối ngành kinh tế hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học cũng phải giảm chỉ tiêu vì bộ giáo dục và đào tạo cho rằng chất lượng đào tạo nhiều trường chưa đảm bảo